đừng vì chút lợi nhỏ mà đi đường tắt, chỉ có con đường ngay chính mới dẫn đến bình an. Những người trong làng đều đi con đường tắt để đến chợ, chiếm được chỗ ngồi tốt hơn, bán được nhiều hàng hơn. Nhưng cha tôi vẫn một mực lựa chọn con đường chính, ngoan ngoeo và khúc khủy ấy. Lựa chọn này của cha khiến tôi không thể hiểu được, thậm chí sinh tâm oán hận. Mãi cho đến một ngày tôi bật khóc vì đã tìm được câu trả lời. Gia đình tôi sống trong một ngôi làng, nằm sâu trong một ngọn núi cao. Để đi ra bên ngoài, chúng tôi phải đi qua một con đường núi uốn lượn và gập ghềnh. Người dân trong làng tôi, nhà nhà đều dựa vào hái măng, đem bán để trang trải cuộc sống. Cứ đến ngày chợ phiên, người lớn, trẻ em ở trong làng đều điệu măng băng qua con đường uốn lượn, gập ghềnh đó đến chợ bán đáng lẽ ra tất cả người dân làng tôi mỗi lần xuống núi đều phải đi qua con đường vừa xa vừa uốn lượn như vậy nhưng về sau này một vài người vì để chiếm được một vị trí tốt để bán hàng ở chợ nên mở ra một con đường tắt gần hơn nhưng độ nguy hiểm thì cao hơn biết là nguy hiểm hơn nhưng vẫn có nhiều người nguyện ý chọn đi con đường này cha tôi cũng giống như mọi người dân trong làng cứ mỗi phiên chợ, ông đều điệu măng, đi bán. Nhưng cha tôi chưa từng đi qua con đường tắt ấy. Mỗi đợt nghỉ hè, tôi lại về quê, lên rừng hái măng, đem ra chợ bán cùng cha. Mỗi lần đi trên con đường uốn lượn ấy, trong lòng tôi lại dâng lên nhiều cảm xúc. Về sau, tôi thường xuyên khuyên nhủ cha, cha ơi, chúng ta cũng đi con đường tắt kia đi, chẳng phải sẽ nhanh hơn một chút hay sao? Nhưng cha tôi nghe xong, vội vàng lắc đầu, kiên quyết đi con đường cũ cứ như vậy mỗi lần đến chợ chúng tôi đều tìm được một chỗ không tốt những chỗ dễ bán hàng đều bị những người đồng hương đi con đường tắt ngồi mất rồi măng của cha con tôi thường bán hết muộn hơn so với mọi người vì thế tôi thường sinh tâm oán hận cha tôi vẫn vậy không chút để ý đến nỗi oán hận trong lòng tôi và cũng từ đó câu hỏi vì sao không đi con đường tắt mà cứ phải đi con đường uốn lượn xa tít như vậy, đã trở thành chỗ mê không thể hiểu nổi trong lòng tôi. Nhiều năm sau, tôi sinh sống ở thành phố cách quê tôi hơn ngàn dặm, vì thế tôi đón cha tôi lên ở cùng. Ngày đi, cha tôi không ngồi trên xe, khăng khăng đòi đi bộ trên con đường uốn lượn ngoằn ngoèo ấy. Tôi đành xuống đi bộ cùng cha cũng muốn nhân cơ hội này để cởi bỏ khúc mắc trong lòng nhiều năm qua. Tôi hỏi cha: "Cha, con muốn biết vì sao cha luôn muốn đi trên con đường này mà chưa từng đi trên con đường tắt kia?" Cha nghe xong câu hỏi của tôi, lặng im đứng thật lâu và đưa ánh mắt nhìn về phía trước con đường, bất chợt nước mắt cha chảy dài trên má, rồi cha nói: "Con trai, bởi vì cha nhất định phải bảo trì sự bình an. Cha dựa vào bán măng để nuôi con khôn lớn, hoàn thành việc học mấy chục năm qua. Cha luôn bình an, vô sự. Mấy bác, mấy chú của con đều đi con đường tắt, nhưng con thấy đấy, bác Vương bị ngã gãy tay hai lần, măng không biết rơi mất đi bao nhiêu lần. Anh Tư bị nặng nhất, một lần ngã lăn xuống núi và đã mất. Những người thường đi con đường tắt ấy nào có ai thực sự được bình an vô sự đâu. Những lời nói này của cha khiến tôi lặng đi. Đúng vậy, những người đồng hương đi trên con đường tắt ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều phát sinh nguy hiểm. Cha kéo tôi ngồi xuống bên đường, giọng cha trầm lại nói với tôi. Con trai, con đường này uốn lượn, khúc khuỷu, nhưng vĩnh viễn là con đường chính xuống núi, không thể vì một chút lợi ích nhỏ nhòi mà buông bỏ con đường chính của mình. Con đường này là con đường bình an, đi trên con đường này cả đời sẽ bình an. Con trai, điều này con phải khắc sâu trong lòng, cha hy vọng nó sẽ chỉ cho con một con đường. Những lời nói của cha đã khiến tôi bật khóc. Từ con đường gặp gành ấy, tôi cũng hiểu được rất nhiều đạo lý của cuộc đời. Đường đời cũng tựa như con đường núi này phải trải qua rất nhiều gập gành khúc khuỷu, nhưng phương hướng của nó thì không thể nào sai, mỗi người đều phải thủy chung đi trên con đường ngay chính, bởi chỉ có đi trên con đường ngay chính ấy thì cuộc đời mới thực sự bình an. Không có con đường tắt nào có thể dẫn ta đến thành công, chỉ có một thái độ sống tích cực, bền bỉ và chân chính mới đưa ta đến bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Và sinh mệnh chỉ là một quá trình tích lũy lâu dài và liên tục như thế, không thể hấp tấp cũng chẳng thể vội vàng. Vậy nên, đừng vì chút lợi nhỏ mà vội vàng bước chân trên con đường tắt, hãy lựa chọn cho mình một con đường ngay chính và kiên trì với nó, bạn nhất định sẽ bình an đi đến đích trong cuộc đời này.